Xin chào tất cả mọi người. Anh em tôi hôm nay sẽ đi xoay cái. Đấy, xoay một tí là được cái này. Tiếp lại có tiếp đấy. Đây đấy này các bạn nhìn thấy chưa, rất to thấy. Trời tối nhá. Cái rất nhiều. Đây có con vé. Nó ở cái bèo này. Xúc cả cái bèo này là có. Thôi. Đấy. Cái bèo này này đấy. Thấy chưa? Thấy rồi. Con này rất vía đấy, ở đấy đấy đấy, đấy. Mấy con liền đây, có con này trên cái bèo này, hai con này quá đẹp, bổ rất siêu. Đây con này, to đúng luôn. Đấy, đấy, đấy. Lại làm bữa canh rồi. Đây con này đấy. Đấy, trên cái viên gạch đấy. Thủ đó, thủ đó. Cái chứng. Trứng nữa kìa. Nó nhìn thấy rất to. To luôn, nhiều hơn to luôn. Về miền quê xoay cái. Sở nằm im, đang ngủ. Lại tiếp tục. Con nào, ấy chạy ra đây rồi đấy. Định trốn nhưng mà không thoát được. Vẫn bị bắt. Đấy, hai con. Ê, chạy. Đây rồi, bắt sống. Bắt sống. Không thoát.
Mấy con hiền. Ây rồi. Úi giời chạy. Đấy, con nữa. Đấy, con to đùng. Cái khụ. Giờ rơi. Tí nó vất mẹ cà xô đi là thôi đổ ra vô khó bắt mãi giờ cũng ít này bữa canh rồi. Ông có đi xoay không? Có cái xoay áo này là... Okay. Tí nó lại mất. Thằng này nó còn nhái. Nó quá này. Đấy, ui, hai con. À, một con kia nổi. Con dốc đây đấy, đúng không? Xe nổi mẹ. Ăn nó xuống, ăn mất thì ăn hai con. Mất luôn à? Ừ. Mình ăn kia ra kia. Mấy con dốc này to à. Tham quá, bắt một con thôi, bắt cả hai à, mất. Bị hai tay thì vô. Ăn vào bốn con thì tay đâu vô. Ăn con nào là phải rào con đấy luôn. Chắc ăn 5 con á. Chắc ăn 5 con á, thật cứ con to là khọp đúng không? Ông nhỉ? Đây khán giả đi xem anh em tôi xoay dốc, xoay cái. Nó lại đi tiếp. Trên cái bèo kia có con này. Ui, con này thả trứng luôn, rất nhiều trứng. Ôi, thả vào đấy. Cái trứng đầy con. Để nó đẻ. Trên cái bèo này cũng có con này. Không biết động nó đã chui xuống chưa. Là cái số cái bèo này. Đấy. Này. Ừ. Có con ở trên chắc nó xuống mẹ rồi. Đấy. Đấy như cú đấy. Nhìn rõ thấy nó ở trên mà. Động cái là nó lấp xuống dưới này. Con cà ra đang cà ra giờ lại to như con cu hoàng đế nhỉ. Xoay này con này ngày xoay này con này cái rồi con như hoàng đế. Đây. Yeah. Bỉ đây này, trên bèo này đấy. Hai con này ngọt nước kìa. Đấy. Trên cái bèo này. Nhìn thấy trên cái bèo này chưa? Ê. Con đâu mà con. To đùng bố con. Con này bố con. Nhiều con bé được cân đấy.
vò nó mới chết thích. Vì kia nãy dỡ nháy. Đó. Vì kia nãy dỡ nháy rồi. Dỡ rồi. Ông cầm đi dỡ. Ông cầm ông Khánh. Đây này, đây một cái quả. Đây này. Đây, đây con rốc này. Rốc thì từ từ. Được con cái thì mới con rốc, bỏ bắt một con đi. Ừ thì bắt được con thôi là được. Đấy, con đấy mà con. Nó chui đấy. Mất cả con rốt. Như nó lại nổi. Mất rồi, phải chịu nó tí. Cứ ăn chắc, phải là ít nhất phải là con á. Không bắt được hai thì bắt được một. Thật. Ui, con gì to thế? Mấy chỉ con sọp bên đó gì. Đúng con cá gì to đâu. Úi giời đấy, úi giời đấy. Từ mấy con, ba con. Ba con ấy, chỗ đấy ba con này. Nhiều cái ba con là thành cân. Úi giời, quả này khua rồi. Của nhà ông Tất. Đây rồi. Đấy, ba con. Con. Đây đây con. Bốn con. Sục phát lại đầy. Quá sục. Quá sục. Nếu quá thì con toa chứ. Đang nột. Con này đang nột. Con này phải đang nột không? Con nào nó nổi lên trong gì? Đây này nó đang nằm trên béo này, đấy. Nằm trên béo nột. Nột mắt. Đây con cái này. Có đèn này, đấy. Kia con dốc to chưa? Đúng chưa? Ấy. Con đấy có trắng. Úi giời, úi giời. Cái em bỏ nhanh nhắm. Đấy, đấy. Đấy, to đùng như thế, con to, con dốc to đấy. Xúc cái bèo lên xem. Nó này. Ừ. Tí nó này cho nói. Đấy, nó vẫn còn ở dưới kia. Đây này, nó ở chỗ này này. Xúc. Đâu? Không phải, chạy mất rồi. Chơi tay không vồ rồi ấy. Đây là người nhái. Thì bây giờ cứ người nhái tí tự nhiên đổ bà người nhái. Người ta gọi là rái cá, đây là rái rốc. Mắt nhìn tinh hơn quạ. Đấy,
chưa nhìn gì đã nhìn thấy rồi. Nó tinh hơn quạ hơn thiêu hồng vừa cọc rồi. Nhất là hai con đây, một con, hai con, ba con. Mấy phát ba con này. Ba phát là thế đã được 9 con này. Chui cũng không thể thoát được. Chạy như ngựa chứ. Đâu có mà chạy. Quá. Đây đây. Nằm im trên đấy. Bố chạy như ngựa là soi cho nó có chạy không. Đó thì xúc. Từ từ xem dốc không quá được hợp, quá được hợp luôn cả con đấy. Chút mùa mùa nhá. Một cái hết rõ biểu. Chỗ này phải mấy con? Một cái được quá rồi. Đây, một con cái. Mỗi con. Căn bản là nhìn thấy một con. Có một con cái vớt được rỗ bèo. Đôi khi là cũng cứ vớt bừa. Cứ về bắt. Đấy, giờ cụ nằm ngay trên. Con này đang nghỉ mát. Đây là đi vệ sinh môi trường. Nghỉ mát đây. Vừa xoay cái vừa thu rác luôn cho ba con đỡ ô nhiễm dòng sông. Đấy, nhiều chưa? Thế mới đi có một tí. Cụ xúc luôn. Hai con rồi. Nhất nhìn thấy hai con rồi. Đấy, ba con. Kia ôi mất đó, còn nữa. Ngay các bạn trên. Con khụ này, trên làm thế này, từ từ bình tĩnh. Một cái này. Đấy. Mới có một con nữa. Nó khụ này, còn con tốt khụ nữa. Đây, ba con này. Có ba con thôi, nhìn ba con này. Bốn con này, năm con này, ấy. Làm mẻ năm con. Đáng nghe được sáu con, nhưng mà một con ở đây mình không, không đưa vật kịp. Đấy, đấy, chui chui nhá. Đấy. Bắt cái chỗ đó
Nhà ông con này ẩn rặt này, đừng nghiêng ẩn rặt. Con này chắc là xin cáo quan về quê ấy ở ẩn rồi. Ẩn rặt cao. Úi giời, tưởng con to thế đây rồi. Ẩn rặt, rất là rặt. Đấy nữa. Nó từ quan về quê ở, nhưng mà vẫn bị bắt. Chơi trước một con đỏ kia lắm lắm. Không có nào. Sang bên kia đi thẳng. Đây toàn cái trứng luôn. Ừ. Nằm yên lắm. Cái gì nằm hùng con con nó cắt đi. Cái chỗ này, chỗ đoạn này nó dọn rất là đường, rất là hay lắm. Nghiêng nhà, nghiêng nhà nó đổ ra. Không đổ đâu. Đi về bà kia ăn mình thôi. Đẹp này không có. Mẹ mở hôm kín kìa. Tiếc thế, con kia to đùng. Mẹ còn to. To khoảng 3 con nó phải mới bắt. Con này nó bắt được. Chị cọc 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 cọc. Mình cũng thấy cái dầu nhìn theo của tôi chứ. Ừ. Với con kia tôi đúng. Đèn xi tôi đúng. Không có cọc. Không có cọc thì nó lại đéo bám vào. Có thể bắt đi. Tua đấy nhưng mà đấy có còn để thả để cho nó lớn tí, nó chỉ sang tháng sau nữa lớn này, cuối tháng 3 cả ra tháng 10 cứ sang tháng sau là lớn. Chuyện trước mà nó rời rời cứ mình đi này xong tí có quay lại nó đã nổi. Nó lại lên ngay. Nó lại lên ngay, nó thiếu oxy. Bây giờ nó lên không không bắt được nó là còn lâu nó mới lên. Tôi dụng cá. Nó cứ phải làm chấm, nó có kìa này, nó như có gạch thì nó mới ở được. Nó mới quá. Đây anh em ạ, tôi, bọn tôi đi xoay được ít rốc này. Đây cũng có ít mùng tơi của nhà ai này. Khả năng tí nữa anh em về hái xong rồi nấu canh ăn. Nấu nấu, nấu nấu cua đồng. Nấu cua đồng. Đấy. Đêm nhá, đêm nhá, nhưng mà anh em đi xoay xong được tí canh này, tí à tí rốc tí cái này, tí về này, hái mùng tơi này nấu nấu của đồng ăn nhá. Giờ đi xoay tiếp đã. Ở đây còn to.
Úi giời, úi giời, dương càng lên. Định cắp người. Đấy. Dương càng lên định cắp người. Đây rồi, một con. Hai con. Ba con. Đấy nhờ. Nhiều phết. Hết rồi, ba con luôn. Ôi đi về. Đây một con nữa này, trong giỏ này. Trong giỏ này có con này. Giỏ đây đấy. Đấy, có con trong giỏ này sao? Ừ. Ừ, chết rồi, bắt nó lại còn không biết là trong giỏ có con. Thế làm sao mà thả? Đây đây. À, trứng à? Cái này. Đi ra lại nói đây, đây con trên bờ đây. Cái này nằm ở mãi trong kia thì bắt làm sao được. Có câu đúng không? Ôi, còn to chưa? Tổ ao. Tổ ao ở ngoài rạnh, ngoài kênh. Cũng được nhiều lắm rồi các bạn ạ. Chỗ này anh em tôi nấu nấu thoải mái này. Và cứ đi xoay nữa. Con trà. Wow, nấu cua đồng. Còn tươi kia quá là tí về hái. Bọt nước. Úi giời. Nổi luôn trên mặt nước. Nãy mà gặp con hổ mang chúa thì chắc anh em tôi chạy. Một con cua đá. Hai con cửa. Đấy, một con. Hai con rất đơn giản. Chỉ thấy ốc quá.
Đây, con hai con đá cua. Ôi giời, ôi, mất con cây to quá. Đấy là anh em tôi đang ở cánh đồng. Chưa thấy mùa ếch kêu. Ếch kêu anh em tôi sẽ đi bắt ếch. Đang ộp mạnh ấy. À có ộp ấy nhưng mà ít. Nó phải mưa lên. À nhưng mà lúa bây giờ cao lắm. Khó xoay ếch. Hay hết rồi. Cái đoạn này là hết video rồi, hết video. Ấy à, đây một con này. Con này khó bắt lắm, con này cứ trao đi. Đấy, vẫn dính nha. Đổ cũng được. Không thử sao biết được khó hay dễ. Đây có con này, có bắt được không? Con này mày bắt được mấy tài? Hả? Nỗ đâu nỗ? Kia bắt được mấy tài, nhưng mà bắt những con ở đây thì nó đơn giản. Bắt được con này tài nhất này. Đây một con này. Ấy. Con kia thấy một con đá nỉ, con đá dài. Thôi chạy rồi. Thôi đi về. Đây là thành quả của anh em tôi vừa mới đi một tí về. Đây là đấy, đã có khách đặt hàng rồi này.